ông Huỳnh Văn Giúp, 43 tuổi, ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Sau khi mua xe máy, ông không đến cơ quan chức năng sang tên, chuyển quyền sử dụng. Trong lúc tham gia giao thông, có dấu hiệu vi phạm nên ông bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe bị giả mạo. Số khung, số máy của xe có dấu hiệu bị đục sửa, cắt hàng. Ông Giúp bị lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục làm rõ về chiếc xe mà ông đang chạy. Đó cũng ở gần nhà có thằng bạn nó tính đi nước ngoài á, rồi nó kẹt tiền nó bán lại, nó để xe lại xài xe, nó có tạp quẹt giấy tờ đầy đủ như là tên, số khung, số máy, biển số rồi giấy trong đó cũng đàng hoàng, đâu có bất ngờ nó cắt dán sườn gì. Trong khoảng 9 tháng đầu năm 2018, Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh An Giang đã xử lý 27 trường hợp nghi vấn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả, 60 trường hợp nghi đục sửa và cắt hàng số khung, số máy. Trong đó có 22 trường hợp tịch thu bán phế liệu và 38 trường hợp chuyển giao cho cơ quan điều tra để điều tra xác minh. Đa phần các xe này là những xe có giá trị cao, phổ biến nhất là các loại xe hai thì. Thông thường người điều khiển, người sử dụng phương tiện thông qua người trung gian hoặc thông qua một trang web bán xe trên mạng xã hội, sau đó thì thực hiện giao dịch. Thì thông thường các đối tượng lợi dụng cái phương thức thủ đoạn như làm giả phôi giấy đăng ký xe, làm giả cái chữ ký và con dấu được thể hiện trên giấy đăng ký xe. Đồng thời đối với các xe mô tô có số khung, số máy bị đục sửa, bị cắt hàng thì đối tượng đã tháo ráp hoặc tác động đến số khung, số máy để hợp thức hóa từ xe gian thành xe hợp lại. Hiện nay, nhiều đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại để làm giả giấy tờ xe và nhập lại số khung, số máy, hợp thức hóa xe gian. Nhìn bằng mắt thường, khó phát hiện được đây là những số khung, số máy đã bị làm lại. Chỉ khi giám định, sử dụng các loại hóa chất chuyên dùng kết hợp với kỹ thuật của giám định viên tư pháp thì mới phát hiện được số khung, số máy có bị đục sửa hay không. Chính vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác, thận trọng trong việc mua bán xe qua tay. Khi mua, cần đến cơ quan chức năng chuyển quyền sử dụng nhằm tránh mua phải xe gian. Và lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và lực lượng cảnh sát điều tra tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, người điều khiển phương tiện, người sử dụng phương tiện biết và cảnh giác đề phòng đối với các trường hợp kẻ gian lợi dụng mua bán xe gian, xe giả. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp người điều khiển, người sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký giả, có số khung, số máy bị đục sửa để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Để tránh mua phải xe gian, xe giả, người dân cần cảnh giác. Khi mua hay trao đổi xe cần kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của xe. Nếu mua xe qua tay, phải đến cơ quan chức năng sang tên chuyển quyền sử dụng, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.